Chào mọi người, hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi về những đám mây mù ở phía trước nhé. Rất là đẹp, trời trong xanh thuận tiện cho việc đi lại. Mình muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này để cho mọi người cùng xem. Đây là từ đỉnh núi đi xuống, nhìn xuống đường kia đó, rất là nhiều mây luôn. Cây cối hai bên đường rất là xanh tươi, mây nhiều đến nỗi mà nhìn phía xa ta không thấy được những cái nhà của người dân nhìn xuống và biển. Thời tiết thì cỡ khoảng 15 độ, rất là lạnh nha. Không khí rất là trong lành luôn. Hai bên đường đi thì rất là sạch, đường bằng phẳng. Chuẩn bị tiếp đến là khúc cua bắt đầu xuống, mình sẽ thấy những cái đoàn người đi lên để đi qua đèo, và phía kia là phía xa là những người dừng chân lại để check-in ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Đường rất là bằng phẳng, sạch sẽ, đi cũng an toàn nên mọi người cứ yên tâm. Nhìn một bầu trời, khoảng trời như thế này giống như ở trời Tây vậy, rất là đẹp, thơ mộng nữa. Sương mù giăng cả lối. Đây là quay bằng điện thoại nên sẽ không thấy rõ, nhưng mà đi trực tiếp thì ta sẽ thấy mây giăng đường đi luôn. Mây trắng xóa như những bông tuyết vậy. Đoạn đường đi rất là bằng phẳng nên là mọi người cứ yên tâm, xe đồ đi rất là nhiều, xe ô tô cũng tranh nhau đi rất là nhanh. Không khí rất là trong lành luôn. Đây, mình vừa đi qua mây luôn nè. Phía xa là đồi thông nha. Thông hai bên đường đi rất là nhiều. Lâu lâu mình sẽ thấy những người tập thể dục á, người ta sẽ đi xe đạp lên nè. Rất là thoải mái. Phía đi xuống thì rất là xuôi luôn, nên là mình chỉ việc là giữ phanh xe và đi thôi, không có phải lo về việc đường gấp khúc gì hết á. Mọi người phải đi, vừa đi vừa ngắm cảnh, nhưng mà không quên được sự an toàn nha. Phải vừa giữ an toàn cho bản thân mình và cho mọi người đi trên đường nữa. Phía xa là biển nè, rất là mê mông. Rồi, xe đi nô nước luôn. Phía trước mình là một quán cà phê rất là thơ mộng. Phía sau là một con suối chảy dài, người ta tự thiết kế luôn á, rất là xinh. Nhìn từ uống cà phê ngồi đó nhìn lên phía trước thì giống như một cái đồi thông vậy, như khung cảnh như ở Đà Lạt, mây mù giăng lối. Mình vừa uống một tách cà phê vừa chiêm ngưỡng thì rất là thích luôn. Càng đi xuống thì hai bên đường sẽ có những cái nhà dân ở lại, thì người ta sẽ phục vụ cho du lịch nè, cho những người đi đường nghỉ lại dừng chân. Lâu lâu mình lại thấy một số nhà thì người ta ở trên đây, không biết là sinh hoạt như thế nào, nhưng mà trước mắt là mình thấy rất là thoải mái và rất là trong lành. Đây là nhà dân người ta sinh sống và buôn bán ở trên này nè. Giờ xuống tiếp xuống dưới thì thông càng nhiều luôn. Mọi người cùng xem và chờ tiếp những video tiếp theo của mình nhé.